Rồi. Câu 1. Thì ở đây câu 1 ta vừa bài thứ nhất là giải công trình. Giải hệ cho các bạn, giải hệ của chúng ta gồm 2x cộng 4y trừ 10 bằng 4x trừ 3y bằng 28. Bên để giải hệ này thì chúng ta kiểu là biến đổi các hệ số x hoặc hệ số y giống nhau. Ở đây cô sẽ biến đổi các hệ số x giống nhau bằng cách cô nhân công trình nhất. Số 2, cô được là 4x cộng 8y bằng âm 20. Rồi, số 2 cô không nhân công trình quyền bằng 28. Và đây ta thấy hệ số x của hai công trình đầu tiên đối nhau. À, bằng nhau. Hệ số x của hai công trình đầu tiên bằng nhau, đó là bất trừ 4x thì 4x là mất x rồi, cái x ta không ghi 8 trừ cho trừ 3 nó sẽ là 11 đi. Bằng âm 20 trừ âm 28 sẽ thành âm 48. Và cô sẽ tặng một công trình đơn giản nào cho ta? Và chúng ta sẽ giải ra được tích thì chúng ta sẽ bằng âm 48 chia cho 1. Và tích của chúng ta sẽ thay vào và chúng ta sẽ chỉ tích. Bạn ý trả kết quả cho cô bài tập. Bài tập này coi x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu chị ơi. Đi. Dạ. Em giải hệ chị này chưa? Dạ rồi. Rồi đọc cho cô nghe x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu. Dạ, x bằng 41 phần 11. Đi. Y bằng trừ 48 phần 11. À, vậy ta kết luận vậy có nghiệp đi nhá. Và ta sẽ đi giá trị trước và giá trị sau. Ở đây là ta hoàn thành câu 1. Thứ nhất đó là giải công trình. Chúng ta sang câu số 2. Đó là chúng ta sẽ giải công trình bậc 2. Và chúng ta sang câu 2, câu 1, 2. Tức là chúng ta sẽ giải công trình 2x bình phương trừ 3x trừ 4 bằng 0. Thì bước 1 ta sẽ xác định hệ số ABC ra. Sau đó ta sẽ tính delta. Delta của chúng ta bằng B bình phương trừ 4AC. Vậy âm 3 bình phương trừ 4AC. Và kết quả là 9 cộng cho 4 là A, C, 4, 4, 16, 6 x 2 là 16 x 2 là 32, 32 cộng 9 là 41. Và sau đó chúng ta sẽ tính vì cái delta này bằng 41 lớn hơn 0 nên quy trình có hai phân biệt.
1 bằng trừ b là trừ của trừ 3 plus 3 cộng tăng delta trên 2a. Đúng. 2 nó sẽ bằng 3 trừ tăng 41 trên. Đúng. Rồi, cô Đông đó đáp án cho cô. Kết quả của em đọc kết quả đáp án của em nào. X1 bằng 2 cộng căn 11, X2 là 2 trừ căn 11. Tổng dương đúng. Dương đọc lại cô. X1 là 2 cộng căn 11, X2 là 2 trừ căn 11. Bài cô để cô nhập bài coi nè. 2x bình đúng không? 2x bình trừ 3x trừ 4. Vậy ở đây chúng ta sẽ có là căn 41 mà 44, 16, 6 x 2 32, 9 là 41. 11 tăng. Tỏ lại cơ dụng. Rồi, x1 bằng 3 cộng tăng 41 trên 42. Rồi, và được ta xong bài. À, giờ ta xong x3. X4 trừ 9 x bình trừ 8 bằng 0. Thì đây là phương trình cùng phương. Ta sẽ đặt T bằng x bình phương. Điều kiện là x là T lớn hơn hoặc bằng 0. Thì cái phương trình 1 của mình nó sẽ trở thành một phương trình mới. Phương trình mới theo T. Tức là T bình phương trừ 9T trừ 8 bằng 0. Sau đó chúng ta sẽ tính delta T bằng âm 9 tất cả bình phương trừ 4 lần AC. À, ta sẽ có 104. Mà chúng ta cộng với 32. 113. Rồi các bạn giải tiếp tục đi nào. Và chúng ta sẽ giảm được A một. Thẳng vuông. Động đề tức vật. Đấy, chúng ta cho một đám. Mất cảm. Rồi. Đây, chúng ta một chút nào. Đây nó sẽ là A. Các bạn có làm điều rõ không đây? Và cái này sẽ là dạ có. Khi đề chúng ta sẽ một cái đề tức là 4 x bình trừ 9 x bình cộng 8 bằng 0 để cho cái bài của chúng ta đó. Vậy đây chúng ta sẽ có 81, 81 mà trừ 32. À bằng 49. Và 49 là lớn hơn 0.
này chúng ta có là đem t nhớ cầm nên phương trình. Ở đây cô sẽ đặt phương trình đây này là phương trình số 2, có hai nghĩa phân biệt. Hôm nay cô sẽ có mặt hoàn chỉnh một bài đúng không? Bài trình bày phân biệt t 1 chứ phải x 1. Nhiều bạn làm bài cứ ghi x 1 thôi. Ở đây chúng ta đang phân trình phương trình t 1. T 1 nó sẽ bằng trừ b tính cộng tăng delta trên 2a. Thì đây chúng ta có là gì? 7 cộng 9, 16. Và tính từ 1 trên 2a là 16, trên 2 là 18. Điểm thứ 2 là và hai nghịch này đều dùng hết rồi, ta sẽ nhận mặc điều kiện của Ken. Rồi chúng ta sẽ giảm với T1 bằng 8 thì sinh ra tương đương với x bình bằng 8 và x của chúng ta bằng là cộng trừ 8. Với T2 bằng 1 tương đương x bình bằng 1 và tương đương 2 x ta được được đó là cộng trừ căn của 1 chính là 1. Sau đó chúng ta trả lời vậy phương trình 1 bằng 1 có cũng được, có kép bằng tổng cộng là 4 nghiệm cộng trừ căn 8 và cộng trừ 1. Đấy là hoàn chỉnh bài. Ở đây bài thứ 3 này chúng ta có cách 2 đúng không ạ? Cách 2 ở đây cô gọi là căn này là cách 1, còn chúng ta sẽ có cách 2 bằng cách chúng ta xác định hệ số ABC. A bằng 1, B bằng âm 8 và âm 9, C bằng 8. Thì cái đấy ta có này, A cộng B cộng C bằng 1 cộng âm 9 cộng 8 bằng 0. Thì cái này chúng ta sẽ áp dụng nhé. Thì phương trình 1 các bạn, nên phương trình 1 có hai nghĩa. Khi A các hệ số A cộng B cộng C bằng 0 thì phương trình 1 này có hai nghĩa là à, chúng ta cũng đặt ta đặt cái phương trình số 2 này đã. Nên phương trình 2 tức là từ chuẩn bắt đầu cái mức đặt t chúng ta sẽ đúng tới phương trình 2 có hai nghiệm là t 1 bằng 1 và t 2 sẽ bằng c trên a là bằng 8. Sau đó chúng ta giải tương tự các bước tiếp theo chúng ta giải tương tự. Ở đây chúng ta gọi là giải cách số 2 bằng cách nghiệm số 2 với c. Sau khi tìm được t chúng ta sẽ trả về x và chúng ta cũng kết luận nhập phương trình 1 có ba nghiệm. Ở đây cô chỉ thay thức giải cho t này.